Mến chào quý vị khán thính giả đang đồng hành cùng với Tìm Mới Nhất. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Mới Nhất với những tin tức và đợt lũ kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây, đang đối mặt với nguy cơ sắp tràn bờ trong khi mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều ngày qua. Chính quyền tỉnh Giang Tây đã phải nâng mức ứng phó lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất trong hệ thống ứng phó lũ lụt của Trung Quốc. Sáng sớm nay, mực nước hồ Phàn Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc tại tỉnh này đã chính thức vượt mức đỉnh của trận đại hồng thủy năm 1998, thiết lập mực nước cao nhất trong lịch sử. Tính đến 17 giờ ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, mưa lũ đã làm cho hơn 5,7 triệu người thuộc khu vực hồ này bị ảnh hưởng. 14 đê bao tại huyện Phàn Dương đứng trước nguy cơ tràn nước và vỡ đê. Trong cuộc thị sát hôm thứ Bảy tại khu vực hồ Phàn Dương, Bí thư tỉnh ủy Giang Tây Lưu Kỳ tuyên bố công tác phòng chống lũ trong toàn tỉnh đã bước vào trạng thái thời chiến. Ông Lưu Kỳ yêu cầu các cơ quan đơn vị trong tỉnh dốc toàn lực phòng chống các trận lũ lớn, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai. Ông Sihao Xiaobao, đại diện chính quyền địa phương cho biết, chúng tôi đã đặt nhiều bạt mới dọc theo bờ kè để ngăn gió và sóng lớn. Đến chiều nay chúng tôi sẽ cho che chắn xong phần bờ kè dễ bị vỡ. Trong khi đó, mực nước trên sông Phú, một nhánh của sông Trường Giang trên địa phận tỉnh Hồ Bắc, cũng đã vượt đỉnh năm 1998 và sắp phải xả lũ khẩn cấp. Ba trong số năm sông hồ lớn tại tỉnh này đã vượt mức báo động. 10 đập nước lớn tại đây đã vượt mức lũ giới hạn, trong đó lớn nhất là đập Tam Hiệp, vượt 7,35 mét. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phải trích hơn 300 triệu nhân dân tệ, gần 43 triệu đô la Mỹ từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khẩn cấp để khôi phục cơ sở hạ tầng cho các tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nghiêm trọng như An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Trùng Khánh. Nhiều địa phương tại Trung Quốc đang phải tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng về người và của do đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng qua. Tính tới chiều ngày thứ Sáu, Trung Quốc ghi nhận 171 người mất tích và tử vong, gần 38 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt ở 27 khu vực tỉnh thành. Chính quyền Trung Quốc đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt trên sông Dương Tử và các khu vực ven sông, trong khi các cơn lũ vẫn tiếp tục càn quét qua miền Trung và miền Đông của nước này. Mưa lũ đã khiến ít nhất 290.000 ngôi nhà bị phá hủy và khoảng 2,98 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Không chỉ chịu thiệt hại về người và của, mưa lũ tại Trung Quốc còn phá hủy hàng trăm di tích văn hóa lâu đời tại quốc gia này. Theo thống kê của chính quyền Trung Quốc, hơn 140 di tích văn hóa tại 11 tỉnh phía Nam của nước này đã bị hư hại nặng nề do lũ lụt kể từ đầu tháng. Trong thông báo khẩn cấp của Cơ quan Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc ban hành hôm thứ Sáu vừa qua, cơ quan này đã yêu cầu chính quyền địa phương đưa ra các kế hoạch để bù đắp những điểm yếu liên quan đến việc bảo vệ các di tích văn hóa khỏi lũ lụt. Theo đó, thông báo yêu cầu các tổ chức, các bảo tàng di tích văn hóa xây dựng kế hoạch ứng phó với lũ lụt và thảm họa địa chất lớn để xử lý các rủi ro cũng như các cây cầu cổ bị phá hủy, tường thành cổ, nhà cổ, các cây cổ thụ bị hư hại. Theo Đại học Xây dựng và Kiến trúc Bắc Kinh, việc các di tích văn hóa cổ đại bị phá hủy một cách có chủ ý bởi các hoạt động của con người hoặc gây ra các thảm họa tự nhiên như lũ lụt hoặc động đất là điều khó có thể tránh khỏi. Một khi hư hại, nhiều di tích văn hóa ghi lại những ký ức lịch sử quý giá của thành phố và cuộc sống của người dân sẽ rất khó có thể khôi phục trở lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, để ngăn chặn chúng khỏi bị phá hủy, chính quyền địa phương nên có biện pháp quyết đoán và kịp thời để bảo vệ các di tích bị hư hại trong dòng nước lũ. Hôm thứ Năm tại Trung Quốc, một cây cầu cổ 800 năm tuổi tại tỉnh Giang Tây bị phá hủy hoàn toàn. Cách đó 2 ngày, cây cầu Trấn Hải tại tỉnh An Huy cũng không thể chống đỡ nổi trước cơn lũ lớn. Được xây dựng từ năm 1538, Trấn Hải là cây cầu cổ nhất của thành phố. Cả hai cây cầu trên đều là những di tích văn hóa lâu đời, từng vượt qua những cơn bão lớn trong nhiều thế kỷ. Song sức tàn phá của thiên tai trong năm nay, các cây cầu lại không thể trụ vững. Nhiều người cho rằng chính quyền địa phương cần nhận một phần trách nhiệm trước những mất mát này do quá trình đô thị hóa tại các khu vực sông, các cây cầu cổ phải chịu tải trọng giao thông lớn hơn nhiều so với mục đích thiết kế. Khi mực nước sông quá lớn không thể chảy theo dòng tự nhiên, cây cầu càng phải chịu thêm sức nặng. Bên cạnh đó, nước bị ô nhiễm cũng làm cho các trụ cầu bị xói mòn, dễ bị đứt gãy trước những sức ép lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng các ban ngành bảo tồn di tích văn hóa cổ nên theo dõi tình trạng liên tục và sửa chữa, gia cố các cây cầu theo định kỳ. Không chỉ vậy,
Nếu có thể, các cây cầu mới cần được xây dựng song song với những cây cầu đang có thể giảm tải lưu thông trên các kiến trúc cổ và hỗ trợ biến các cây cầu cũ thành điểm tham quan. Trung Quốc có hệ thống kiểm soát phản ứng khẩn cấp với lũ lụt, trong đó cấp 1 là cấp cao nhất. Theo dữ liệu từ Bộ Tài nguyên nước, từ đầu tháng này 212 con sông có mực nước vượt ngưỡng cảnh báo, với 19 trong số đó đạt mức cao chưa từng có trong lịch sử. Trung Quốc cho rằng kết quả của biến đổi khí hậu và độ ẩm đến từ Biển Đông, Ấn Độ Dương là những nguyên nhân gây ra lũ lụt. Đồng thời Bắc Kinh cũng lo ngại những thay đổi dài hạn trong mô hình khí hậu khiến nước này dễ bị tổn thương hơn. Trong quá khứ, Trung Quốc đã dành nhiều tài nguyên để xây đập, hồ chứa và kiểm soát lũ lụt. Nhưng những gì đang xảy ra tại Trung Quốc cho thấy đây không phải là liều thuốc chữa bách bệnh. Số liệu mới nhất của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc trong những tháng đầu năm, các thảm họa tự nhiên từ mưa lũ trên toàn quốc đã khiến 371 người thiệt mạng và mất tích, làm sập 21.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế lên đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Hàng loạt tỉnh thành đều đã phải nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt. Tỉnh Hồ Bắc nơi có đập Tam Hiệp đã nâng mức ứng phó từ cấp 4 lên cấp 3. Riêng thành phố Vũ Hán, mức ứng phó khẩn cấp đã được nâng cấp đỏ là mức cao nhất. Người dân Vũ Hán một lần nữa được yêu cầu ở trong nhà và hạn chế ra ngoài. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, lần đầu tiên trong 9 năm, hồ thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang đã phải xả nước khẩn cấp để hạ thấp đỉnh lũ. Hồ thủy điện này đóng vai trò là hồ chứa chiến lược cho đồng bằng sông Trường Giang, tỉnh An Huy, đã nâng mức cảnh báo mưa to ở mức cao nhất màu đỏ. Hàng loạt các địa phương, vào ngày hôm qua, trận lũ thứ hai trong năm của sông Trường Giang đã đổ về hồ chứa tại đập thủy điện Tam Hiệp với mực nước 55.000 m3 mỗi giây. Mực nước tại Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc, đã vượt mức cảnh báo. Trong khi nước ở Trung và Hạ Lưu của sông Trường Giang đều ở mức cao hơn thông thường. Tính đến cuối tháng trước, hơn 18 triệu người tại 26 tỉnh của Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng do lũ lụt, khiến 178 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế lên đến 29 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 3,9 tỷ đô la Mỹ. Mức phản ứng cấp 4 là mức thấp nhất trong hệ thống phản ứng 4 cấp của Trung Quốc về ứng phó với thiên tai. Vụ lở đất được cho là do mưa lớn khiến ít nhất 213 người thiệt mạng, trong khi vẫn còn nhiều người khác bị mất tích. Theo cảnh sát địa phương, khu vực này đang có mưa lớn. Tuy nhiên, các công nhân đã bất chấp cả cảnh báo thiên tai và vẫn tiếp tục khai thác mỏ. Lực lượng cứu hộ Myanmar đã làm việc liên tục để trục vớt thi thể từ một hồ đầy bùn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp khó khăn vì mưa ngày càng nặng hạt. Sạt lở đất gây chết người khá phổ biến tại các khu mỏ đá quý ở Habakan. Cũng tại khu vực này, năm 2015, một vụ lở đất đã cướp đi sinh mạng của 116 người. Thưa quý vị, vừa qua một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển vùng đông nam thưa dân trên đảo Đài Loan của Trung Quốc, khiến một tòa nhà đổ sập và một số toa tàu bị chật bánh. Đêm qua, hòn đảo này cũng ghi nhận một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter. Theo thông báo của giới chức Đài Loan cho biết, trận động đất mạnh 6,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực Đài Đông nằm ở phía đông nam hòn đảo, khiến một số cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng và rung chấn có thể được cảm nhận ở thủ phủ Đài Bắc. Giới chức Đài Loan chưa ghi nhận thông tin có người thiệt mạng. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết, hai người được xác định đang mắc kẹt trong một cửa hàng tiện lợi bị sập ở khu vực Suli, trong khi hai người khác đang được giải cứu. Một cây cầu tại Đại Đồng đã bị hư hại làm ba người bị thương ở ga đường sắt Đông Ly. Một phần mái vòm đã bị sập và toa tàu bị văng khỏi đường dây. Một người bị thương tại đây đã được đưa đến bệnh viện. Trận động đất cũng khiến 68 người bị mắc kẹt trên núi Du Lịch do đường xá bị hư hại. Nhưng may mắn không ai gặp vấn đề gì về sức khỏe. Trước đó cùng ngày, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USS thông báo một trận động đất trên mạnh 7,2 độ Richter đã xảy ra ở độ sâu 10 km, cách thành phố Đài Đông khoảng 50 km. Tâm chấn nằm gần địa điểm xảy ra động đất mạnh 6,7 độ Richter ngày hôm qua. Được biết, cơ quan khí tượng Nhật Bản và Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra các cảnh báo về sóng thần ngay sau khi trận động đất, nhưng cả hai sau đó đều gỡ bỏ. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên ghi nhận những trận động đất có cường độ lớn nhỏ khác nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.